Nhóm sinh viên gây choáng khi biến ký túc xá thành sàn catwalk quốc, thân thái đỉnh chẳng kém hoa hậu. Sự sáng tạo của giới trẻ là không có giới hạn, nhất là khi có hội có bè, thì mọi điều điên rồ nhất đều có thể thực hiện một cách tuyệt vời nhất. Mặc dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng không thể phủ nhận, ở ký túc xá đem lại rất nhiều niềm vui. Buổi tối có thể cùng nhau hát hò, kể chuyện tâm sự thâu đêm suốt sáng, thậm chí có những phòng còn bày cả show diễn thời trang, trang điểm cho nhau. Mới đây trên mạng xã hội TikTok rần rần chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm bạn ở ký túc xá đã có màn trình diễn thời trang cực kỳ mãn nhãn. Dù không phải các sàn diễn nổi tiếng hay những trang phục đắt đỏ, nhưng thần thái các bạn mang lại vẫn rất cuốn hút. Tất cả các nữ sinh đều có chiều cao cực nổi bật. Họ xếp hàng trình diễn từ cửa phòng ngủ ký túc xá vào bên trong, mỗi bạn khoác lên mình một bộ trang phục với những phụ kiện khác nhau. Có bạn còn cầm thêm một chú cá nhồi bông làm phụ kiện, khiến netizen không khỏi bật cười. Tuy nhiên, điều khiến dân tình ấn tượng chính là phong cách trình diễn của các nữ sinh này cũng khá chuyên nghiệp. Sau show diễn ấn tượng này, các bạn còn làm thêm hẳn một show khác bên ngoài hành lang. Lần này có thêm các khán giả cầm điện thoại ngồi hai bên chụp ảnh. Không khí không khác gì một buổi fashion week thực thụ, khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Một số khán giả cho rằng có thể đây là sinh viên của trường nghệ thuật nên mới có vóc dáng và thần thái đỉnh cao như vậy. Một số bình luận của netizen bên dưới bài đăng này: chắc ký túc xá trường nghệ thuật nên mấy bạn toàn dáng đẹp như này. Vì mà chiều cao xem nhau mà thần thái cũng xem nhau luôn vậy, 10 điểm. Ôi xinh và cao, thần thái y như siêu mẫu quốc tế vậy. Bên cạnh những màn trình diễn đầy thần thái và cuốn hút, thì nơi ký túc xá nữ cũng không thiếu những màn trình diễn có phần tăng động mà ai xem xong cũng phải cười nghiêng cười ngã. Cách đây không lâu, cư dân mạng xã hội truyền tay nhau clip vô cùng hài hước của các cô nàng nữ sinh đến từ trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong căn phòng ký túc xá có 8 thành viên, 7 cô nàng đang nhảy múa ăn mừng chiến thắng khi đạt môn thể dục. Được biết khi cả phòng đều qua môn học này, các bạn nữ sinh đã lên ý tưởng độc đáo để ghi lại giây phút chiến thắng vinh quang, cũng là một kỷ niệm đẹp có phần hơi điên rồ trong thời sinh viên. Các cô nàng mặc nguyên bộ đồng phục, người thì sang ống thấp ống cao, người thì giả vờ ôm cục giường, người lại cầm bát, người cầm gậy, có người cầm đàn để biểu diễn tiết mục đập vỡ cây đàn vô cùng sinh động hấp dẫn. Sau đó các bạn còn đồng diễn một tiết mục không tên trên nền nhạc có sẵn, điệu múa khá uyển chuyển và có phần tưng tửng, vừa lắc bên nọ lại quật bên kia, khiến ai cũng phải cười phì vì độ dị của màn ăn mừng bá đạo này. Đoạn clip của những cô nàng tại ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được cộng đồng mạng hưởng ứng. Rất nhiều người cho rằng các bạn đã vô cùng dũng cảm khi không mang đến hình tượng nữ sinh phải bánh bèo yếu điệu, mà tự thoải mái vô tư làm điều mình thích, dù nó có hơi điên rồ một chút cũng chẳng sao. Bạn Trần Văn Ngọc bình luận: đấy đâu phải cứ là con gái thì phải yếu điệu thuộc nữ, hiền dịu nết na, không được quẩy tưng bừng. Tôi là tôi thích con gái phải mạnh mẽ, vui vẻ sống hết mình như các bạn, thích nhảy thì nhảy, thích hát thì hát, thế mới là sinh viên. Nhiều người còn chăm chú tới sự xuất hiện của cô gái thứ 8 ngồi trong một góc đang cầm quyển sách dày. Các bạn vui vẻ bình luận: đây là cô nàng bình tĩnh nhất năm. Trước sự lên cơn của đám bạn nhưng vẫn có thể bình yên ngồi học, đúng là xuất sắc mà. Bạn Tờ Ly khen ngợi: dù có phần hơi bất ổn nhưng chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với các bạn sinh viên. Thời sinh viên chính là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở đó có tuổi trẻ hoài bão cùng những người bạn chí cốt, thậm chí những người bạn này còn giữ liên lạc đến tận sau này khi ra trường có gia đình. Chính vì thế những kỷ niệm thời sinh viên luôn là một điều gì đó khiến người ta không thể quên. Nhìn hình ảnh các bạn sinh viên ở trên khiến nhiều người nhớ lại khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của mình. Đây là lúc chúng ta có thể tự do thoải mái thể hiện bản thân. Vì thế đừng ngại làm bất cứ điều gì mang lại niềm vui cho mình và những người xung quanh nhé.